Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức hàng tuần được phát sóng trên kênh YouTube Spider Room vào mỗi tối thứ ba, nơi chúng ta sẽ cùng nhìn lại các tin tức nổi bật trong và ngoài nước trong tuần vừa qua. Để bắt đầu số Spider Room News tuần này, hãy cùng nhìn lại sự mất mát to lớn mà đất nước chúng ta vừa mới trải qua cuối tuần vừa rồi, sự ra đi của một vị lãnh đạo đáng kính, nhìn lại tình cảm đặc biệt của bạn bè quốc tế trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần trong sự tiếc thương của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước. Trong những ngày qua, truyền thông khắp thế giới đã thông tin về sự mất mát to lớn này, đồng thời nhắc lại những dấu ấn của Tổng Bí thư đối với sự phát triển của Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 7, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Hãng thông tấn Lào KPL đăng ảnh chân dung đen trắng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng điện chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Granma dẫn lại bài đăng của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí mến yêu, người bạn chân thành của Cuba. Theo tờ báo, Cuba sẽ để tang chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 tới 24 giờ ngày 21 tháng 7. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng điện chia buồn của lãnh đạo Kim Jong-un đến lãnh đạo người dân Việt Nam. Điện chia buồn mô tả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tụy vì sự phát triển của Đảng, đất nước và người dân Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Các hãng tin Nga đăng thư chia buồn của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới lãnh đạo Việt Nam. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội. News has just come in. Vietnam's top leader Nguyễn Phú Trọng has died at the age of 80. Đài NHK của Nhật Bản cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp Việt Nam tăng cường quan hệ cả Mỹ, Nga và Trung Quốc, dẫn dắt đường lối ngoại giao đa phương trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng phân cực. Cùng với đó, các tờ báo lớn trên thế giới như là Reuters, Guardian, Washington Post cũng đăng tải bài viết nêu bật vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua, khi Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thông cáo đặc biệt được phát vào chiều ngày 20 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch. Điểm trung bình thi tốt nghiệp của năm 2024 là 6,75, cao nhất trong 5 năm qua. Lý giải cho sự việc này, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước năm 2020, kỳ thi trung học phổ thông vừa dùng kết quả thi này để xét tốt nghiệp, vừa để các trường đại học tuyển sinh. Vì mang hai mục tiêu, đề thi khó chuẩn hóa, năm khó, năm dễ, từ năm 2020, kỳ thi chỉ còn một mục đích chính là xét tốt nghiệp. Điểm thi tốt nghiệp là một trong nhiều phương thức tuyển đầu vào của các trường đại học. Khi mục đích nội dung thi ổn định, giáo viên học sinh sẽ có kinh nghiệm và sự chuẩn bị tốt hơn, kết quả năm sau sẽ nhỉnh hơn năm trước. Ông Nguyễn Hoàng Trương, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lộc Phát, Lâm Đồng, phân tích điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cao nhất 5 năm qua nhờ sự ổn định của cấu trúc đề thi. Cùng với đó, các giáo viên và học sinh cũng đã quen với kỳ thi, từ công tác định hướng, tập huấn chuyên môn tới tổ chức. Từ đây, dễ dàng khoanh vùng kiến thức ôn luyện cho học sinh, dẫn tới chất lượng được cải thiện. Ngày 19 tháng 7, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Quyết định trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi vi phạm cụ thể của bà Loan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ với sai phạm của các bị can trong vụ án.
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm khác của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị cá nhân có liên quan để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trước xu hướng trên thế giới và sự phát triển của dịch vụ, tại Việt Nam, cả hai công nghệ 2G và 3G đều đã được xây dựng kế hoạch để dừng hoạt động. Cụ thể, công nghệ 2G sẽ thực hiện dừng theo hai giai đoạn 2024 và 2026, còn công nghệ 3G sẽ thực hiện dừng vào năm 2028. Trao đổi tại tọa đàm tắt sóng 2G, người dân cần chuẩn bị gì? Các nhà mạng lớn như là Viettel, Vinaphone thông tin, thời điểm tắt 2G sẽ không gây xáo trộn lớn cho người dùng. Thực tế khai thác, các nhà mạng đã và tiếp tục tắt dần các trạm 2G tại các khu vực không phát sinh lưu lượng qua mạng 2G. Nhìn chung, công nghệ 2G đã 30 năm và công nghệ 3G là gần 20 năm. Đều là những công nghệ lỗi thời và cần được hiện đại hóa. Công nghệ 4G, 5G và sắp tới là 6G là sự phát triển tiếp theo của mạng di động và cung cấp các tùy chọn tối ưu hóa bao gồm tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn và hiệu quả hoạt động. Và đó là một số thông tin nổi bật trong nước tuần vừa qua. Tiếp theo đây, hãy cùng Spyroom News đến với những thông tin nổi bật trên thế giới, đặc biệt nhất là sự rút lui của Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua cho chiếc ghế quyền lực tại Nhà Trắng vào cuối năm nay. Cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm 2024 đang hấp dẫn hơn bao giờ hết khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trưa ngày 21 tháng 7, rạng sáng ngày 22 tháng 7 giờ Hà Nội, đã tuyên bố chấm dứt nỗ lực tranh cử Tổng thống vì lợi ích cao nhất cho Đảng Dân Chủ và đất nước. Lần gần nhất một Tổng thống Mỹ đương nhiệm ngừng tái tranh cử là vào năm 1968 với trường hợp của Tổng thống Lyndon Johnson cũng thuộc Đảng Dân Chủ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ bầu cử của Tổng thống Mỹ, ứng cử viên đề cử của một chính đảng bỏ cuộc vào phút chót sau khi đã nắm chắc số lượng đại biểu cần thiết để nhận đề cử chính thức và chỉ còn chờ tổ chức đại hội toàn quốc. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ có bài phát biểu trước cả nước trình bày chi tiết hơn về quyết định ngừng tranh cử của mình trong thời gian tới. Trong bài đăng sau đó trên mạng xã hội X gửi tới các thành viên Đảng Dân Chủ, ông Biden thông báo sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris, 59 tuổi, làm ứng viên đại diện của Đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Với việc ông Biden rút lui, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ dự kiến diễn ra vào ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 tại Chicago. Các đại biểu sẽ bầu cử ứng viên mới ra tranh cử Tổng thống. Với sự ủng hộ của ông Biden, cùng rất nhiều lãnh đạo khác của Đảng Dân Chủ, bà Harris nhiều khả năng sẽ nhận được đề cử. Về phía Donald Trump, trong cuộc điện đàm với CNN, ông cho rằng Phó Tổng thống Harris sẽ là đối thủ dễ đánh bại hơn so với ông Biden. Đồng thời, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Joe Biden gian trá không đủ sức để tranh cử và chắc chắn không thể phụng sự đất nước. Chúng ta đã gánh chịu nhiều hậu quả trong nhiệm kỳ của ông ấy, nhưng sẽ nhanh chóng khắc phục mọi tổn hại. Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngày 19 tháng 7, nhiều hệ thống lớn tại sân bay, bệnh viện, doanh nghiệp sử dụng hệ điều hành Windows bất ngờ gặp lỗi màn hình xanh. Vấn đề bắt nguồn từ bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng CrowdStrike. Tập đoàn Microsoft cho biết, sự cố gián đoạn hệ thống máy tính này đã ảnh hưởng đến gần 8,5 triệu người dùng Windows, gây tê liệt hoạt động của nhiều ngành công nghiệp, làm đóng cửa các dịch vụ công cộng, buộc nhiều hãng hàng không phải tạm dừng các chuyến bay và một số truyền hình phải ngừng phát sóng. Microsoft cũng cho biết thêm rằng hàng trăm kỹ sư và chuyên gia đã được huy động để khắc phục sự cố này. Theo các nhà phân tích, đây có thể là lỗi mất kết nối lớn nhất và có tính tàn phá nhất từ trước đến nay. Ngày 18 tháng 7, Hội đồng Trí tuệ Thế giới đã công nhận Kim Jong-un là người có IQ cao nhất lịch sử khi đạt được chỉ số IQ 276 trong bài kiểm tra trí thông minh cấp cực khó của cuộc thi. Kim là nhà sáng lập Hiệp hội Trí tuệ Sigma, nhóm phi lợi nhuận gồm hơn 100 cá nhân thông minh trên khắp thế giới, gồm các giáo sư từ các trường đại học hàng đầu như là Harvard, Yale, Princeton nhằm thúc đẩy trí tuệ và nghiên cứu khoa học toàn cầu. Trước Kim, giáo sư người Australia gốc Hoa Terence Tao đã giữ danh hiệu là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới với IQ là 230. Tuy nhiên, rất khó để đánh giá chính xác trí thông minh do sự khác biệt về văn hóa và các yếu tố khác. Sách kỷ lục Guinness Thế giới đã ngừng xếp hạng IQ từ năm 1990 vì lý do này. Các nhà khoa học đến từ Bỉ và Trung Quốc vừa tạo ra mô phỏng nhằm lý giải cấu trúc và từ trường của sao Thủy.
Kết quả cho thấy, ẩn sâu dưới bề mặt hành tinh này có thể tồn tại một lớp kim cương dày gần 15 km. Một nghiên cứu vào năm 2019 chỉ ra rằng lớp phủ của sao Thủy có thể sâu hơn 50 km, qua đó làm tăng nhiệt độ và áp suất ở ranh giới giữa lớp lõi và lớp phủ, tạo điều kiện để carbon kết thành kim cương. Sử dụng máy ép nhiều lớp, nhóm nghiên cứu đặt hỗn hợp mô phỏng trong nhiệt độ lên tới 1970 độ C, dưới áp suất khoảng 70.000 lần áp suất của khí quyển trái đất ở mực nước biển. Kết quả cho thấy khi hỗn hợp được thêm lưu huỳnh vào ở nhiệt độ cao thì sẽ cứng lại và tạo ra kim cương. Kim cương kết tinh trong lõi sao Thủy khả năng có độ dày lên tới 15 km. Tuy nhiên khai thác số kim cương trên là bất khả thi. Ngoài nhiệt độ cực hạn của hành tinh dao động từ âm 117 đến 427 độ C, kim cương ở quá sâu để đào vì ở cách bề mặt khoảng 485 km. Các tin tức nổi bật vừa rồi đã khép lại số Spyroom News tuần này. Hãy để lại đánh giá và góp ý ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Spyroom News, nơi tổng hợp các sự kiện nổi bật nhất trong một tuần vừa qua cả ở trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là Spyroom News, còn mình là Pink Dot. See ya!